Ôi, có vẻ như trời sắp mưa, mình phải dẫn bò về chuồng thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Ơ, sao lại chỉ có 5 con bò thế này nhỉ? 3, 4, 5. Ôi giời ạ, đếm đi đếm lại, chỉ có 5 con. Thế này thì một con bò nữa đâu rồi chứ? Ôi giời ơi, bò ơi, mày ở đâu? Mày mà đi lạc thì phụ ông giết tao mất rồi. Ôi giời ạ. Trời ơi, bò ơi là bò. Anh Nô có chuyện gì vậy nhỉ? Làm thế nào bây giờ? Anh Nô làm sao vậy? Sao anh cứ khóc rưng rức thế chứ? Ban sáng, anh dẫn 6 con bò đi chăn. Anh thả nó gặm cỏ ở đây. Giờ đếm đi đếm lại mà chỉ có 5 con. Thế này phụ ông đánh anh chết mất. Anh đừng lo, để bọn em tìm giúp anh nhé. Anh tìm rồi, không thấy. Có khi nó lạc với đàn bò nhà nào rồi ấy chứ. Thế là mất rồi. Anh làm gì có tiền mà đền cho phú ông chứ. Trời ơi. Anh đừng khóc nữa. Giờ để Mít Mật và Na ở lại đây trông những con bò còn lại. Em và anh đi tìm, xem con bò có đi lẫn vào đàn của nhà ai không nhé. Giờ thì biết tìm đâu hả em? Có khi người ta giấu đi rồi cũng nên. Không, em tin là mình sẽ tìm được. Đi thôi anh. Hai cậu ở lại đây trông chừng những con bò còn lại cho anh Nô. Nhớ cẩn thận, đừng để mất nhé. Hồng Xiêm yên tâm đi đi. Mình đã đi từ đầu làng đến cuối làng rồi mà chẳng thấy con bò bị lạc đâu cả. Anh đã nói là mất rồi mà. Thế này thì chết anh. Có bán nhà đi anh cũng không đủ tiền để nộp cho phú ông ấy chứ. Chính là con bò bị lạc của phú ông mà. Đợi em với. Ôi, đúng là con bò nhà phú ông đây rồi. Anh chắc chắn chứ? Chắc luôn, con bò này bị cụp mất bên tai trái do bị một con bò khác cắn cách đây 1 tháng. Anh nhớ chắc mà. À, thằng kia, ai cho cậu động vào bò nhà ta? Tôi bị mất con bò, may quá, giờ lại tìm thấy ở nhà ông. Ông cho tôi xin lại. Ai nói đây là bò nhà cậu hả? Đây là bò nhà ta. Ta nuôi từ lúc bé đến giờ. Giờ cậu lại nhận vơ là sao? Tôi khẳng định đây là con bò của nhà phú ông. Ngày nào tôi cũng dắt nó đi chăn. Chẳng lẽ tôi không biết nó bị cụt một tai do bị con bò cắn? Vớ vẩn, con bò này tranh cỏ với con bò khác nên mới bị nó cắn. Cậu ở đấy nói năng linh tinh gì vậy chứ? Thôi được rồi, vậy cho cháu hỏi một chút. Nếu ông nói đây là bò nhà ông thì ông có thể nói cho cháu biết con bò này bị mù mắt nào không ạ? Ơ, con bò này bị mù à? Tức thật, bà nãy vội đi mà quên không kịp nhìn xem nó có lành lặn gì không. Thôi, đoán đại vậy, biết đâu lại trúng. Trời, tướng gì, bò nhà ta thì ta phải nhớ rõ chứ. Con bò này bị mù mắt, mắt trái, là mắt trái. Ông nhầm rồi, mắt trái của con bò này có bị làm sao đâu. Không phải, ta nhầm, là mắt phải. Bà nãy, ta nói nhầm, già rồi, trái phải, nó cứ lẫn lộn thế đấy. Ông lại càng nhầm, mắt phải con bò này cũng không hề bị mù. Ông nói đây chính là con bò nhà ông, mà con bò bị mù hay không, ông cũng không biết à? Ta... Bởi vì đó không phải là bò của ông, mà ông đã lấy trộm của nhà phú ông. Ông lợi dụng lúc anh Nô đọc sách, nên lén dẫn bò về nhà và nhận là của mình. Này, ta già rồi, nên không nhớ nó có bị mù hay mắt kém không. Đó là chuyện hết sức bình thường. Sao có thể vì thế mà nói đây là bò nhà ngươi chứ? Vậy con bò này có gì đặc biệt không? Nếu ông nói đó là bò của ông phải chứng minh được chứ. Ta... À đúng rồi, dưới tay phải của con bò có một vết sẹo dài. Đó chính là vết bỏng do cậu Xoài, con trai phú ông nghịch hồi trước. Sao có thể? Đấy, chính là vết sẹo đấy. Đây chính là con bò của phú ông mà anh làm lạc rồi. Sao lại không thể chứ? Anh Nô nhớ rõ, bởi vì anh ấy là người hàng ngày chăm sóc cho nó. Còn ông chỉ nhận vơ thôi. Này, đừng có mà vu oan người khác nhé. Ta kiện ngươi tội vu khống đấy. Vậy ông cứ kiện đi ạ, để xem ai mới là người phải bị trị tội. Ta... Cháu nói ông nghe, con bò này vốn dĩ là của phú ông. Phú ông mà biết mất bò, nhất định sẽ không tha cho kẻ trộm bò đâu. Ông thấy cháu nói có đúng không? Ta xin lỗi, ta không biết con bò này của phú ông. Ta không thấy ai,
nên tưởng là bò hoang mới dẫn về thôi. Coi như ta xin hai cậu đừng truy cứu chuyện này có được không? Anh thấy sao? Hay để em báo quan nhé. Ấy, đừng, ta xin cậu thả cho ta một con đường sống, đừng báo quan gì cả, xin đừng. Hôm nay coi như xí xóa, cháu sẽ không nói với phú ông nữa. Nhưng nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, cháu sẽ gọi quan và lính tới bắt ông đấy. Ý, cảm ơn cậu. Sau này tôi sẽ không tham lam nữa đâu. Những gì là của mình thì mãi mãi là của mình. Còn một khi không phải thì ông dùng cách gì cũng không lấy được đâu. Thôi, chào ông, cháu về ạ. Cảm ơn Hồng Xiêm nhá. Nhờ em thông minh nên anh mới đòi lại được con bò một cách dễ dàng như vậy đấy. Răng. Chấm nhiều muối vào nó mới đỡ chua. Bò nhà đứa nào ăn hết ngô nhà ông rồi. Ông đánh cho què cẳng bây giờ. Thôi chết, mít mật chạy đi, chắc bò nhà cậu đấy. Nếu không phải bò nhà cậu thì dắt hộ bọn tớ luôn nhá. Béo chạy cứ ục ấy nhỉ, nhìn đến là hài. Lắm khế chua vào, về Tào Tháo đuổi thì biết mặt con ạ. Này, bò nhà ai đây? Cứ tưởng bò nhà tớ, làm tớ chạy tụt cả quần. Không phải bò nhà tớ, cũng không phải nhà tớ. Không phải bò nhà tớ đâu. Thế con bò này là của nhà ai nhỉ? Bò đi lạc à? Ông gặp may rồi. Thế này thì là bò của ông, chứ của ai? Bò của ông đấy. Ông mới mua về đến đây thì nó bị tuột trạc. Không thấy ông đang đi tìm đây à? Đưa đây cho ông nào. Ôi giời ơi, đây rồi. May quá. Con bò láo tét này, mới đánh có một cái mà nó đã nhảy ngược lên rồi. Mau về đây với ông nào. Ông cho tôi xin lại con bò ạ. Bò nào của nhà ông? Bò này là bò của tôi. Ông cứ khéo đùa. Đây là con bò nhà tôi mới bị sổng mất mà. Thôi, ông cho tôi xin lại. Tôi cảm ơn nhiều. Hay, ai đùa với nhà ông hả? Đây là bò nhà tôi. Bằng chứng đâu mà ông bảo là bò nhà ông? Đâu, bò nhà đứa nào? Đền ngay bãi ngô cho ông. Phá cả một bãi ngô to nhà ông rồi. Dạ, bò nhà con ạ. Cụ Lý phạt thế nào con xin đền ạ. Không phải đâu ạ. Gã thầy cúng này nhận vơ. Cụ Lý thấy nhà thầy cúng này có nuôi bò bao giờ đâu. Đây là bò nhà con ạ. Thôi thì con dại cái mang. Ấy chết, bò dại thì chủ mang. Nó có chẳng may dẫm phải ngô nhà ông, con xin thay mặt nó xin lỗi ông ạ. Dạ, con bò này là con đi cúng cho một nhà làng bên. Con cúng được vài hôm thì nhà ấy thắng tổ tôm liên tục, lại thắng rất to nên tặng cho con bò này. Thế mà không hiểu can cớ ra làm sao mà phú ông đây lại cứ nhận là bò của mình. Ố hay, chúng bay buồn cười nhỉ. Có mỗi con bò mà ai cũng nhận. Túm lại là bò của đứa nào? Dạ của con ạ. Chưa biết bò nhà ai thì ông cứ giữ ở đây đã. Nhớ mà nó đi mất thì đứa nào đến cho ông, hả? Hai người oằn tu ti xem bò nhà đứa nào. Ôi dạ lạy cụ, bò của con sao con lại phải oằn tu ti ạ? Nhỡ mà con thua, chẳng phải là con mất oan con bò hay sao ạ? Dạ lạy cụ, lão thể cúng này tỏ ra đáng thương để cụ tin đấy ạ. Cụ đừng tin lời hắn, bò này là bò của nhà con ạ. Bò nhà tôi chứ, ông đừng có mà nhận vơ. Bò nhà tôi, ông mới là kẻ nhận vơ ấy. Bò của tôi. Của tôi. Thích đánh nhau hả? Coi như ông đánh nhau với tôi chỉ có thua thôi nhá. Giỏi thì vào đây. Tôi sợ ông chắc. Nào, có giỏi thì vào đây. Ai đánh thắng thì bò là của người ấy nhá. Đánh thì đánh, nhưng bò vẫn là của tôi nhá. Hai người có tội đi không hả? Cãi nhau nãy giờ điếc hết cả tai ta.
Nhưng phú ông cứ khăng khăng con bò này là của ông ấy, trong khi bò là của con ạ. Bằng chứng đâu? Nói có sách, mách có chứng. Không thể nhận vơ như vậy được. Thế bây giờ phải làm thế nào? Lần sau nhà đứa nào có bò thì nhớ ghi tên lên để con biết. Nhớ chưa? Đi thôi các cậu. Đi đâu đấy? Đi kiếm than, đánh dấu con bò kẻo nhầm. Cụ Lý vừa bảo, nhà nào có bò thì nhớ ghi tên vào để con biết mà. Ừ nhờ, đi, đúng là sáng kiến. Bò của tớ vẽ quả hồng xiêm nhé các cậu. Con bò của tớ có quả mít mật, chính là tên tớ. Còn trên đầu bò của tớ thì vẽ quả na nhé. Thế này thì đố ai nhầm được. Cụ Lý, cụ phân xử đi ạ. Rõ ràng bò này là của con mà. Ờ thì... cụ phải phân xử đúng chứ. Bò của con chứ. Ôi giời ơi, ta đến phát điên mà thôi. Hồng Xiêm, phân xử giúp cụ vụ này. Xem con bò này là bò nhà ai. Nếu tìm ra được, cụ sẽ phạt đứa nói điêu và lấy tiền đấy thưởng cho. Cụ Lý nói thật chưa ạ? Ố hay nhỉ. Cụ người lớn chứ trẻ con với nhà chúng bay à? Ngươi có cách nào để biết đây là bò nhà ai không? Cách thì không thiếu. Cụ cứ chờ rồi xem ạ. Lạy cụ, nãy dắt con bò này, con đã thấy nó bị mù một bên mắt. Nếu như trong số hai ông, người nào nói trúng được con bò này bị mù mắt bên nào, thì con bò đó thuộc về người ấy. Vậy bây giờ, con xin hỏi phú ông trước ạ. Ông ơi, con bò này mù mắt phải hay mắt trái hả ông? Ờ, thì mù mắt phải. Mắt trái. Mắt phải. Thế chốt lại là mắt trái hay mắt phải ạ? Ừ, mắt phải đi. Phải. Thế để con kiểm tra xem thế nào nhé. Con đã che mắt trái mà con bò vẫn đến ăn cỏ được, chứng tỏ nó không mù mắt phải ạ. Ờ, thì ông nhớ nhầm. Nó mù mắt trái. Đúng rồi, lúc nãy ông cuống quá nên quên đấy. Ông chắc chứ? Chắc 100% luôn. Con bò này đích thị là của ông. Thế còn thầy cúng thì sao ạ? Ây giời, con bò nhà chủ cho tôi còn lành lặn, không có đuôi mù gì hết. Cả hai mắt của nó không có mắt nào bị mù cả. Vậy là rõ ràng cả rồi. Con bò này là của thầy cúng. Ơ, sao lại thế? Nãy giờ con nói thế chỉ là để thử ông thôi. Thực chất con bò này không bị mù mắt nào cả, mà ông nói nó bị mù mắt trái, chứng tỏ nó không phải là bò của ông. Hay, hay quá, quá đúng rồi. Tôi đã nói nó là bò của nhà tôi rồi mà. Thế nào phú ông? Ông còn gì để nói nữa không? Ơ, dạ, con thì chắc là con nhầm mà. Định nhận vơ hả phú ông? Mau mang một đồng ra đây để ông thưởng cho Hồng Xiêm. Bằng không, ông cho lên quan, vì tôi ăn cắp bò thì biết mặt. Ừ, thì... đây, của ngươi đây. Con đội ơn cụ Lý ạ. Ê, này, con hai đồng bồi thường bãi ngô nhà cụ nữa. Có phải bò nhà con đâu mà con phải đền ạ. Gã thầy cúng kia đền đi. Con gửi cụ ạ. Thầy cúng, lần này cúng kiếng kiểu gì mà nhà tôi thua sạch rồi. Trả lại bò đây. Ông làm gì mà cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt thế? Có việc hệ trọng rồi đây. Bà nhớ thằng Bân, cháu họ xa nhà mình không? Cái thằng mà đi lính từ 5 năm trước đấy hả? Nhớ chứ. Trước lúc đi, nó còn gửi nhà mình nuôi hộ 6 con bò mẹ cơ mà. Đúng rồi, chính là nó đây. Thấm thoát mà đã 5 năm rồi, nó sắp về rồi đấy. Về thì sao? Làm sao mà ông phải cuống lên thế?
Hôm qua nó viết thư cho tôi, bảo ngày mai sẽ xuất lính trở về và sẽ đến nhà xin lại số bò. Mà bà biết số bò đó của nó đã nhân lên làm 30 con rồi không? Giờ mà trả thì tiếc lắm. Thì trả nó 6 con. À, mà 4 con là được. Cứ bảo là chết bớt rồi. Nó đi vắng, làm sao mà biết được? Thế thì đã không phải đau đầu. Trong thư nó nói, nó đã biết bò của nó nhân lên 30 con rồi. Cũng tại cái lão mẩn làm ở nhà mình mà tháng trước xin nghỉ ấy. Lão ấy tình cờ gặp nó trên doanh trại nên bép xép. Lão ấy chính là người nhận đàn bò của nó về chăm mà. Thì nó cũng chỉ biết qua lời lão ta thôi, chứ đâu có chứng cứ gì. Mình cứ trả 4 con thôi, nó làm gì được mình? Ờ nhờ, có thế mà tôi không nghĩ ra. Bà đúng là thông minh. Chuyện tôi không thông minh thì ai thông minh? Anh ơi, anh là người làng khác đến à? Em trông anh lạ lắm. À, anh là cháu họ Sa của phú ông, mới đi lính về, đến xin lại mấy con bò mà chán quá. Phú ông lại bắt nạt gì anh đúng không? Anh kể em nghe đi, biết đâu em sẽ giúp được anh. Em có thể giúp được anh sao? Anh cứ kể đi ạ, em chắc chắn sẽ giúp được. Sao cháu chỉ có 4 con bò thôi ạ? Cháu nghe ông Mần nói, số bò của cháu đã sinh sôi lên đến 30 con cơ mà. Ông ta nói láo đấy, bò nhà cháu có đẻ được đâu. Tháng trước dịch bệnh còn chết mất 2 con, còn 4 con là may đấy. Thôi, cháu mau dắt bò về đi. Không thể có chuyện đấy được, rõ ràng là 30 con bò mà. Ta bảo 4 con là 4 con, thôi mau về đi. Nể tình chú cháu ta mới chăm nom hộ cho, chứ người ngoài thì một con cũng chẳng còn. Ông Mần là người thật thà, chắc chắn ông ấy không nói dối mình. Phú ông muốn quỵt bò của mình đây mà, tức quá đi mất. Không thể mất trắng số bò được. Dạ, quan huyện cho gọi con đến, chẳng hay là có việc gì ạ? Phú ông kia, ta vừa bắt được một tên trộm. Hắn khai rằng đã thông đồng với ông để lấy trộm 30 con bò ở làng bên, hiện đang giấu ở nhà ông. Có đúng là như thế không? Ấy, làm gì có chuyện đó ạ? À? Con có đi trộm cướp của ai bao giờ đâu. Oan cho con quá, quan ơi. Vậy sao? Ta sẽ gọi tên trộm ra để đối chất với ông, để xem ông còn cãi được không. Sao tự nhiên tai bay vạ gió ở đâu lại ập đến thế này? Tội ăn trộm là đi tù mọt gông chứ ít đã. Thưa quan lớn, chính là ông ta. Ông ta sai tôi đi trộm bò đấy ạ. Không, người nói láo. Dạ bẩm quan, con không có ăn trộm mà. Ta cũng đã âm thầm điều tra. Trong nhà ngươi quả thật có 30 con bò. Và ở làng bên cũng có người báo án mất bò. Nhân chứng vật chứng đã đầy đủ. Ngươi giải thích sao? Dạ, số bò đấy là nhà con nuôi, được 5 năm rồi, không lấy trộm của ai cả. Ngươi có bằng chứng gì chứng minh lời nói của ngươi là thật hay không? Hiện nay, mọi thứ đều đang theo chiều hướng bất lợi cho ngươi. Dạ, tất nhiên là con nói thật rồi. 5 năm trước, số bò này chỉ có 6 con. Nhờ nhà con chăm sóc, nó mới đẻ ra thành 30 con như bây giờ. Mọi người trong nhà con đều biết ạ. Mọi người trong nhà ngươi đều biết thì chưa đủ. Ngươi có nguồn gốc rõ ràng hơn nữa không? Ví dụ, 6 con bò đó, trước đây, ngươi mua ở đâu chẳng hạn? Dạ, 6 con bò đó không phải là con mua, mà là một người cháu họ của con mang đến gửi nhờ con chăm sóc hộ ạ. Như vậy là có nguồn gốc rất rõ ràng. Dạ vâng, chắc chắn con không phải là kẻ trộm đâu ạ. Tên trộm này khai láo đấy ạ. Nếu cháu không làm như thế, thì phú ông có chịu nói thật về số bò đó không ạ? Hả? Là ngươi ạ? Đây chính là người cháu họ mà ngươi vừa nói có đúng không? Dạ, đúng ạ. Thì ra quan... Quan làm thế cũng chỉ muốn lấy lại công bằng cho mọi người thôi. Phú ông đừng giận nhé. Lại là thằng nhóc Hồng Xiêm này, có phải ngươi... Phú ông, có kẻ kiện ngươi muốn chiếm đoạt bò của hắn. Chính ngươi cũng đã thừa nhận 30 con bò này đều là từ 6 con bò của người cháu họ mà sinh sôi ra. Giờ ta tuyên án, ngươi phải trả lại bò cho người cháu, đồng thời nộp phạt 10 đồng vì tội tham lam.
Trả thì trả. Dạ đội ơn quá lớn anh Minh ạ. Ngươi phải cảm ơn Hồng Xiêm mới đúng. Nhờ Hồng Xiêm nghĩ cách cả đấy. Ôi giời ơi, đã không được gì lại còn mất tới 10 đồng nữa chứ. Phú ông đừng buồn, bao năm qua cũng là nhờ chú chăm sóc đàn bò giúp cháu nên mới có ngày hôm nay. Cháu xin biếu chú hai con để tỏ lòng biết ơn, mong chú nhận cho ạ. Ôi, đúng là cháu ngoan của ta. Bãi cỏ làng mình mùa này ít cỏ quá. Xin ông trời hãy làm cơn mưa lớn. Chưa lâu rồi trời không có mưa, đất đai hạn hán. Không hiểu sao thời tiết dạo này khắc nghiệt thất thường quá. Này, các cậu ơi, các cậu. Tớ phát hiện ra một bãi cỏ vô cùng tươi tốt. Không có một con bò nào tìm đến. Lùa đàn bò xuống đấy đi, các cậu. Thật thế á? Ừ. Ôi, tuyệt vời quá. Cảm ơn cậu nhá, Mít Mật. Tưởng Mít Mật chỉ biết ăn uống thôi. Thật không ngờ. Có gì đâu, nhân dịp phát hiện ra bãi cỏ mới thế này thì chúng ta tranh thủ đánh khăn đi. Ý kiến của Mít Mật đúng là chuẩn không cần chỉnh. Hôm nay nhân dịp Mít Mật sáng dạ, tớ đề nghị chơi khăn. Tớ sẽ cổ vũ cho các cậu. Ngươi nói có thật không? Dạ bẩm cụ Lý, còn không dám nói sai ạ. Mấy đứa trẻ con làng Hạ đang cho bò của chúng vào ăn cỏ ở bãi cỏ của nhà cụ ạ. Mấy cái đứa này gan lớn thật. Dạ bẩm cụ, bây giờ sao ạ? Còn làm sao nữa? Ngươi lùa hết những con bò ấy về nhà cho ta. Dạ, lùa hết ạ. Nhanh lên. Cố lên, cố lên Hồng Xiêm ơi, cố lên. các cậu ơi, các cậu, bò. Cậu đừng có làm tớ mất tập trung. Có người đang trộm bò kìa. Bớ người ta ăn trộm, có người ăn trộm bò. Chuyện gì? Chuyện gì mà ầm ĩ lên thế? Các cháu là ai? Từ đâu đến? Dạ bẩm cụ Lý làng thượng, chúng cháu là người làng Hạ. Có người bắt mất bò của chúng cháu đi vào làng của cụ, nên là... Là ta cho người bắt đấy. Ai bảo mấy đứa dám to gan thả bò vào bãi cỏ của nhà ta? Dạ, bãi cỏ nhà cụ ạ. Đúng thế. Mà mấy đứa nhìn quen quen, hình như ta đã gặp ở đâu rồi. Dạ, chúng cháu là học trò ở làng bên mà cụ. Hai làng ở cạnh nhau, nên chắc Lý trưởng gặp chúng cháu rồi cũng nên. À, ta nhận ra cậu bé này rồi. Thân đông làng Hạ, nhưng mà không bằng một góc người làng thượng đâu. Đúng rồi ạ, một mình Hồng Xiêm thì đúng là bằng cả chữ dân làng thượng gộp lại. E cũng là lẽ thường. Được, bây giờ ta ra một vế đối. Nếu đối được thì ta trả lại bò, còn không bắt cả người lẫn bò. Vâng, cháu xin lĩnh ý. Khoai thượng xanh nhờ về Lý. Ý ông ta nói khoai lang làng thượng xanh tốt là nhờ Lý trưởng. Nào, có đối được hay không? Làng Hạ vàng trơn bởi có nghè. Quả là người có chữ nghĩa sâu sắc lắm. Hạ tức là làng Hạ, nghè nghĩa là nện, làm bóng cho vải lụa, vải lĩnh. Nhưng nghè cũng có nghĩa là ông nghè, tiến sĩ. Câu này vừa giới thiệu được nghề của làng, vừa gửi gắm được ước mơ của mình sau này có tên trong bảng vàng. Cậu nên thi kỳ thi hương là vừa. Người đúng là kẻ học trò, không phải dạng vừa. Vì thế ta sẽ trả lại đàn bò cho các ngươi. Chúng cháu đa tạ Lý trưởng làng thượng ạ. Nhưng nếu có lần sau, sẽ không có chuyện thế này đâu nhá. Chúng cháu xin lĩnh ý. Đi, đi mau. Có đi không? Ta cho vài cái hẹo vào mông bây giờ. Ngươi thích làm đứa lì đòn hả?
đứa nào đánh ta đấy? Ông đánh nô đấy. Ui ông, nó lỉ quá nên con đánh ông ạ. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy trâu từ thuở bơ vơ mới về. Ta đánh mì đấy. Đây là một con trâu quý, sừng dài, và 8 khoáy ta mới mua được. Trông coi nó cho cẩn thận. Có vấn đề gì, ta xử nhà ngươi đầu tiên. Có bán cả nhà, cả vợ con ngươi đi, cũng không đủ tiền mà đền đâu. Nó quý thế cơ ạ? Quý hơn cả mạng ngươi đấy. Liệu hồn. Châu ơi, ta bảo châu này, châu ăn cho lớn, châu ra cẩy với ta nhá. Có mà người cẩy ấy, vớ vẩn. Dám nói châu quý của ta ra cẩy à? Ta lại đánh cho vài hẻo bây giờ. Nào nào, gọn ra cho anh dắt châu vào nào. Châu mới hả anh? Phú ông mới mua về đấy. Cấm đứa nào được sờ vào châu của anh, à, của phú ông nhá. Các cậu thấy cha tớ chọn châu đẹp không? 8 khoáy này, sừng lại cao, dài với nhọn nữa. Đẹp quá, con trâu nhà cậu đúng là đẹp thật. Trâu này nhìn thích thế. Nói chung, phú ông gặp may, bắt được nợ con trâu này thôi. Nhưng cẩn thận không lại mất đấy. May là may thế nào? Cha tớ khá cẩn thận trong việc mua trâu đấy. Con trâu nhà lão phú ông nhìn lộc quá, rất đẹp. Phải chăng mình có được nó nhỉ? Này, mấy đứa chơi ở đây, trông chừng cho anh con trâu nhá. Anh chạy về nhà cái đã. Bỗng nhiên đau bụng thế không biết. Vâng, anh cứ chạy đi, trâu để đấy bọn em trông cho. Cơ hội tốt cho ta đây rồi. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu đi theo ta thì châu có lộc, có cỏ thơm, cỏ ngon, cỏ ngọt. Dừng lại. Ơ ta chỉ thấy con trâu đẹp quá nên mới. Đừng có dở thói gian manh trộm cắp ra đây nhá. Ta có trộm cắp gì đâu. Chơi tử tế đi, chơi thế là tiểu nhân đấy. Tôi có chơi ăn gian đâu. Lại chẳng, không có gì qua mắt được tớ đâu. Úi giời, thế mà ta cứ tưởng. Các người cứ chơi đi, để ta làm tốt việc của mình. Ơ, xoài, mít mật, hồng xiêm, na, trâu của anh đâu? Trâu của anh vẫn ở đấy chưa ở đâu ạ? À? Đâu, làm gì thấy? Ôi giời ạ, các em trông trâu kiểu gì đấy hả? Trâu đâu? Ờ, trâu nhà mình đâu? Hay có khi nó nóng quá, nó xuống hố tắm? Khả năng có người dắt nó đi mất rồi. Ôi giời đất ơi, thế này thì làm sao bây giờ? Phụ ông giết anh mất. Đúng rồi, phải báo quan thôi, báo quan. Anh cứ bình tĩnh, em nghĩ là trộm vẫn chưa đi xa đâu, nên bây giờ anh em mình phải đuổi theo ngay mới được. Thế thì phải nhanh đi, không thì nó tẩu tán mất. Chào mừng mày đã về nhà mới nha. Con trâu quý của phú ông đã rơi vào tay mình. Nhưng mà lỡ phú ông cho người đến tìm thì sao nhỉ? Mình phải nghĩ cách biến con trâu thành của mình mới được. À, có cách rồi. Trâu ơi trâu, phải là của ta nhá. Chắc chắn là của ta. Mình sáng suốt thật, tự dưng lại sáng suốt thế chứ lì. Thật may khi mình dắt trâu của phú ông đi mà lũ trẻ không nhìn thấy. Đúng là ý trời muốn ban trâu quý cho mình đây mà. Vậy thì mình phải giữ bằng được. Dùng cách này á thì làm sao mà trượt đi đâu được. Chỉ có mình biết thôi. Mỗi mình biết thôi. Ơ thầy ơi, sao thầy lại phải đo thế ạ?
Việc của con là quét sân và ra dọn cái chuồng trâu đi, không phải hỏi. Vâng ạ. À, con không biết thì con phải hỏi chứ ạ. À, đi nhanh lên, ta lại cho vài cái heo vào mông bây giờ. Con trâu quý của ta đấy. Mình phải nhớ những chi tiết này, để lão phú ông có thấy trâu thì cũng không bắt bẻ được mình. Mình thật là thông minh. Đúng, đúng, con trâu nhà phú ông kia rồi. Đúng là con trâu nhà mình rồi. Lão thầy cúng này gan to thật. Trâu ơi, thế mà ta cứ tưởng là ta mất trâu rồi chứ. Có chuyện gì mà mấy đứa lại ở nhà ta thế này? Nghịch gì con trâu của ta thế? Gã thầy cúng này dám ăn trộm trâu của nhà phú ông, đi lên quan. Này này này, đừng có ăn nói hàm hồ nhá. Trâu nào là trâu nhà phú ông? Vớ vẩn, nói năng linh tinh, ta báo quan bỏ tù đấy. Thế căn cứ đâu mà thầy nói trâu nhà thầy? Ta có đầy đủ chứng cớ để khẳng định rằng đây là con trâu nhà ta nhá. Như thế nào ạ? Nô, người có biết con trâu này dài bao nhiêu thước, cao bao nhiêu thước và sừng nó dài bao nhiêu không? Thì làm sao tôi biết được? Thế làm sao người khẳng định được đây là trâu nhà ngươi? Vớ vẩn. Bây giờ ngươi cầm thước đo đi, xem ta nói có đúng không. Chiều dài của con trâu là 3 thước. Đúng 3 thước. Chiều ngang 2 thước. Đúng chưa? Sừng dài 1 thước. Đúng rồi. Chưa kể lưng 8 khoáy. Đúng là 8 khoáy. Sao? Ngươi còn nói trâu này là nhà mình nữa không? Trâu này đúng là trâu nhà phú ông, nhưng mà... Ngươi thấy đấy, phàm những người yêu quý động vật, kể cả thằng ở kia, cũng cần phải biết hết đặc điểm chiều cao của nó. Ngươi lấy gì mà nhận trâu nhà mình? Nhưng nhà ông làm gì có trâu? Ha! Chẳng lẽ ta không mua được trâu à? Thôi các ngươi về đi, không ta báo quan rách việc đấy. Thầy cứ báo quan đi ạ, để quan đến chứng kiến, xem thầy mua trâu ở đâu. Thằng danh con này, ngươi lại định bày trò gì đấy? Cháu có cách chứng minh lời nói của thầy đấy ạ. Sao? Lại làm sao? Cậu ra đây, bọn mình nhờ chút. Ngươi cứ ra xem bọn nó định giở trò gì. Không đòi được trâu nên là gà què ăn quẩn cối xay à? Cháu đố thầy, bạn này cao bao nhiêu thước, chiều ngang bao nhiêu thước? Rõ ràng là thầy vừa bảo, phàm những người yêu quý động vật, kể cả thằng ở kia, cũng cần phải biết hết đặc điểm chiều cao của nó. Con trâu thì thầy nhớ, bạn ở thì thầy lại quên ạ. À, thì đôi lúc ta quên. Thầy nên nhận đi là vừa, chứ quan đến là thầy rắc rối to đấy. Chẳng ai yêu thương động vật bằng cách đo chiều cao, chiều ngang, đo sừng của nó cả. Chỉ có những người có hành vi xấu mới phải đối phó như thế thôi. Giời ơi là giời, ta lại thua thằng bắt con này rồi. Thế là thầy ăn trộm trâu ạ? Ngu lắm con ạ. Ai đã hỏi mà ngươi xưng? Hả? Nghe nói năm nay hội làng to lắm. To hơn cả mọi năm, vì năm nay làng mình có tiến sĩ trên phủ về dự, nên là dân làng phải bốc thăm. Nhà ai mà trúng thăm thì phải cúng tiến 1 con bò. Thế thì chắc tưng bừng rồi. Nhưng mà giả sử nhà đấy không nuôi bò thì làm sao? Thì phải mua bò về mà nộp cho làng thôi. Rơi vào nhà nào thì nhà ấy chịu. Nếu mà rơi vào nhà tớ thì nguy đấy. Sao lại nguy? Bò nhà tớ vừa mới đẻ, bắt con mẹ thì tội con. Nói chung là không được. Cha đã dặn là dọn dẹp quán cho gọn gàng. Khách họ còn ngồi, còn suốt ngày cắm đầu vào sách vở, không giúp cha được một tí nào cả. Có phải cha bốc thăm chúng vào việc cúng tiến làng con bò nhà mình cho lễ hội không cha? Con biết rồi con hỏi. Có sao đâu ạ? Sao cha phải lo lắng thế? Cứ mang cả 2 mẹ con bò nhà mình ra cho làng là xong mà. Con thông minh nhất cái làng này,
Con nói thế mà nghe được à? Gia sản nhà mình còn có mỗi mẹ con nó. Đưa nó cho làng, rồi cha con mình lấy gì mà sống? Cha cứ làm theo lời con đi ạ. Đảm bảo mẹ con bò vẫn an toàn. Con lại nghĩ ra trò gì à? Chết! Như thế các cụ phạt đây. Cha cứ yên tâm ạ. Làng không có cớ gì mà phạt đâu cha. Lúc đấy sự đã đành rồi. Việc này cha cứ để con lo. Nhưng mà con phải cẩn thận đấy. Không thì nhà mình không sống được nổi với làng đâu. Dạ vâng. Thôi để con dọn lại quán cho khách còn đến ạ. Sắp tới hội làng nên là nhu cầu khách sang đò cũng đông đấy cha. Ừ. Chén đây các cụ ạ. Xem kìa, bố con lão thuyền trài đã đưa bò tới. Mà đâu phải là một, là hai đây. Cha cha, cả đôi bò cơ à. Cha con nhà này thế mà khá. Con bê kia mà thui thì cứ gọi là thôi rồi. Biết cha con nhà lão thuyền trài mang cả con bê đến hội làng, tôi mang theo cả gừng lát ăn thịt bê cho ngon. Lạy lý trưởng, chào các cụ tiên chỉ của làng. Nay cha con tôi mang bò đến góp vào việc lễ hội của làng. Cha con anh có tâm như thế là tốt. Mang bò ra sau cho cánh giao thớt họ chuẩn bị. Dạ, thưa lý trưởng, trước khi giao bò cho cánh giao thớt, con muốn xin cho con bê con bú mẹ nó lần cuối ạ. Thế mà tôi tưởng gia đình ông cúng tiến cả hai con luôn chứ lì. Ồ không, tôi phải giữ lại con nhỏ để còn làm ăn cụ ạ. À. Cho bú nhanh lên, không canh giao thớt họ lại chờ. Nhanh cho các cụ con nhập lễ. Dạ vâng. Bắt đầu nhé cha. Thôi, bú đủ rồi. Mẹ con chia tay nhau nhá. Ôi giời ơi, bò lồng rồi, bò ơi là bò. Dắt bê con đi, thì bò mẹ trả lồng lên tìm con chứ sao. Ôi giời ạ, thế là mang gừng đi là phí à. Dạ, đội ơn thành hoàng làng đã thương cho nhà con nghèo nên đã tặng lại mẹ con nhà bò. Nay chúng con xin thụ lộc mang bò về ạ. À. Con làm thế nào mà lừa được làng thế? Đơn giản thôi mà cha. Cứ xích con bò mẹ lại, dắt con về đi thì kiểu gì bò mẹ chẳng lồng lên mà chạy theo con. Bẩm, tri phủ đại nhân cho gọi con gấp trong đêm là có chuyện gì vậy ạ? Đợt này sứ thần lại sang đây và đang tạm lưu lại ở phủ của ta. Hắn lại đang ra yêu sách. Dạ bẩm, sứ thần muốn cái gì ạ? Hắn bảo muốn đến làng hạ tìm chuyện lạ để xem. Chuyện lạ ạ? Nhưng sao lại là ở làng hạ thưa đại nhân? Vì ở đó có cậu bé thần đồng mà hắn để mắt tới. Nào, nói cho ta biết, nhà ngươi có sợ không, Hồng Xiêm? Dạ bẩm quan, vì không biết là sẽ phải đối mặt với chuyện gì, nên con chưa sợ ạ. Đối đáp hay lắm. Đúng là khi chưa biết phải đối đầu với chuyện gì, thì sợ hãi cũng chẳng ích gì. Nhưng nhà ngươi cứ nên nghĩ trước cách ứng phó đi. Nếu quả là sứ thần muốn tìm xem chuyện lạ ở quê con, thì con sẽ có thứ độc lạ để cho sứ thần được mở rộng tầm mắt ạ, thưa đại nhân. Hả? Là thế nào? Nhanh nói ta nghe xem thử. Bẩm tri phủ đại nhân, có câu tài vách mạch rừng, để đảm bảo yếu tố lạ, độc, chỉ bằng ngày mai lúc gặp nhau, ngài biết sẽ hay hơn. Cậu bé làng hạ khá lắm. Được, vậy ta thông báo cho nhà ngươi nắm tình hình. Phần công việc quan trọng còn lại, coi như ta đặt trọn niềm tin vào ngươi, được chứ? Con sẽ dốc hết sức ạ. Tốt, vậy nhà ngươi nhanh về chuẩn bị đi. Ta đã dặn gia nhân đợi sẵn ở cửa để đưa ngươi về làng hạ.
Vâng, con xin lui trước. Ờ, đúng là sóng sau xô sóng trước, phúc cho Đại Việt ta. Làm thế này ổn chứ Hồng Xiêm? Có chắc sẽ được ăn cỗ linh đình không? Ổn, chắc. Nhớ để ý nghe tớ ra hiệu thì hành động như đã bàn đêm qua nhé. Ờ. Sứ thần đại nhân, chúng ta đến nơi rồi. Bái kiến chi phủ đại nhân. Bái kiến sứ thần đại nhân. Miễn lễ. Đa tạ hai vị đại nhân. Chào cậu bé Thần Đông, chúng ta lại gặp nhau. Đa tạ sứ thần đại nhân đã nhớ đến thảo dân, dù còn bận trăm công nghìn việc lớn nhỏ. Hồng Xiêm giỏi quá, quen biết cả sứ thần, đúng là nở mày nở mặt cho làng Hạ. Này Hồng Xiêm, hôm nay ta nhờ chi phủ đại nhân đưa tới đây là để nhờ Thần Đông ngươi chút chuyện, không biết nhà ngươi có sẵn lòng giúp không? Bẩm sứ thần đại nhân, xin ngài cứ nói, hễ là chuyện làm được, thảo dân không dám từ nan. Để xem thằng oắt con vất mũi chưa sạch này vênh váo được bao lâu, cũng chẳng có gì to tát cả. Nay ta muốn đến làng Hạ để tìm xem chuyện lạ mà không nơi đâu khác có được hay không. Với người thường e sẽ khó, nhưng đương đương Thần Đông nhà ngươi chắc là dễ như trở bàn tay nhỉ. Hả? Chuyện không nơi đâu khác có là chuyện gì? Làng Hạ chúng ta thì có cái gì mà lạ ngoài cậu bé Thần Đồng Hồng Xiêm này? Thế nào Hồng Xiêm? Bẩm sứ thần đại nhân, chuyện kỳ lạ, độc đáo ở quê thảo dân thì không thiếu. Chỉ không biết là ngài có sẵn lòng chiếu cố để chiêm ngưỡng hay không thôi. Ta thì có gì mà không sẵn lòng chứ. Nhưng nhớ là nếu không làm ta kinh ngạc được thì nhà ngươi phải chịu phạt heo đấy. Lời sứ thần đã nói không rút lại được đâu. Ôi trời ạ, sao chương gì đã đòi phát heo thằng bé vậy? Dù gì nó cũng là trẻ con thôi mà. Tên sứ thần gian ác này. Nhất ngôn cửu đỉnh, vậy kính mời hai vị đại nhân ra bến đò đi vãn cảnh độc lạ của làng Hạ. Cảnh sắc Đại Việt quả là không tệ chút nào, nhưng nơi hoang vu heo hút thế này thì có gì mà lạ? Hồng Xiêm, rút cuộc là nhà ngươi định đưa ta và sứ thần đại nhân đi vãn cảnh gì đây? Bẩm chi phủ đại nhân và sứ thần, ở làng Hạ chúng con có một truyền thuyết lâu đời về một loài vật đã hóa tiên. Nó thi thoảng xuất hiện trong vùng lau sậy ung tùm trong bãi giữa trên sông này đấy ạ. Ồ, có chuyện đó sao? Nhanh nói ta nghe, loài vật hóa tiên đó là như thế nào? Bẩm, con nghe các bô lão trong làng kể rằng nơi đám lau sậy ung tùm này thỉnh thoảng xuất hiện một con bò tiên do tu luyện nghìn năm mà toàn thân đã phủ một màu trắng muốt. Nhà ngươi đã trông thấy bao giờ chưa? Dạ bẩm, bò tiên này không phải ai cũng thấy được. Các bố lão trong làng bảo chỉ ai có phúc khí lớn lắm thì mới được thấy bò tiên thôi ạ. Thú thật với hai vị đại nhân, bản thân con cũng chưa được thấy bò tiên bao giờ. Hay cho cái danh xưng Thần Đông, té ra cũng chỉ là phương lừa đảo. Nhà ngươi chưa thấy bao giờ mà dám đưa ta đi xem bò tiên, có phải là muốn ăn heo lắm rồi đúng không? Bẩm sứ thần đại nhân, truyền thuyết tuy là lời hư cấu của người dân, nhưng đa phần đều dựa trên ít nhiều sự thật mà phát triển thành. Thực hư thế nào, có bò tiên hay không, ta cứ chờ xem, rồi kết luận cũng chưa muộn. Dục tốc thì bất đạt, thảo dân xiên mạo muội nghĩ là người muốn làm chuyện lớn, muốn xem chuyện lạ, ắt không thể hồ đồ, nóng vội mà làm hỏng việc. Cũng đáo đề lắm, để ta xem, không thấy được bò tiên thì ta cho Thần Đồng nhà người biết thế nào là lăn lê bò toài dưới cơn mưa heo của ta. Bò... à... à... Hồng Xiêm, nhà ngươi đang làm gì vậy? Dạ bẩm, con thấy con bò nhà con hay gọi bạn kiểu vậy, nên con cũng gọi thử xem có gọi được bò tiên ra cho sứ thần đại nhân ngắm không ạ. Con là Thần Đồng thì vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi, suy nghĩ khó tránh khỏi sự ngô nghê. Xem ra ta cũng đã đánh giá cao nhà người quá rồi. Kia, hai vị đại nhân, các ngài nhìn xem, kia là gì?
Kìa, có phải là bò tiên không? Toàn thân nó trắng muốt kìa. Quả nhiên là truyền thuyết có thật. Sứ thần đại nhân, ngài có thấy không? Bò tiên khắp mình trắng muốt kìa. Ta không tin nổi vào mắt mình nữa. Chính mắt thấy, tận tai nghe, ngài phải tin đi chứ ạ. Thưa sứ thần đại nhân, hai vị đại nhân đây ắt phải có phúc khí lớn lắm, nên hôm nay được đi cùng hai ngài, thảo dân mới có phúc phận được thấy bò tiên đấy ạ. Chứ bình thường e rằng cũng khó được toại nguyện. Ôi, nước Đại Việt đúng là có nhiều điều quái lạ, ta thật không ngờ. Hồng Xiêm, chuyện bò tiên rốt cuộc là sao? Nhanh nói rõ cho ta nghe. Sứ thần trước lúc rời đi vẫn còn kinh ngạc vì chuyện bò tiên ở làng Hạ đấy. Dạ bẩm, tối hôm qua sau khi được tri huyện đại nhân thông báo, con đã về mượn con bò vàng của cha con. Bò của cha ngươi? Vâng, muốn có bò tiên thì trước hết phải có con bò đã, đúng không ạ? Chuẩn. Rồi sao nữa? Rồi ngay trong tối, con cùng cậu bạn mít mật ra bãi đất sét trắng của làng, lấy đất sét về bôi lên người con bò cho đất sét khô đi. Vậy là có bò trắng để làm bò tiên rồi ạ. Sáng sớm hôm sau, cha con chúng con chở mít mật và con bò trắng ra bãi giữa nấp trước. Đến lúc con ra hiệu bằng tiếng bò gọi bạn, thì mít mật đẩy con bò di chuyển trong bãi lau sậy ạ. Sau khi sứ thần thấy con bò tiên rồi, thì mít mật nhanh chóng dùng cỏ non dụ bò đi khỏi tầm mắt của sứ thần để không bị lộ bò tiên thật ra là bò thường ạ. Khá lắm, không hổ danh là thần đồng làng Hạ. Từ bò nhà biến thành bò tiên, nhà ngươi đúng là to gan lớn mật lắm. Dạ bẩm, cũng là nhờ đại nhân thông báo trước nên con mới có thời gian để chuẩn bị. Chứ nếu không, e rằng có ba đầu sáu tay, con cũng không xoay sở kịp. Chỉ là có điều này, con muốn xin tri phủ đại nhân. Cứ nói đi, lần này nhà ngươi đã lập công to, chuyện gì ta cũng đáp ứng. Chả là khi nhờ mít mật hỗ trợ, con đã nói đây là chuyện hệ trọng và tuyệt mật mà quan tri phủ giao phó, chỉ dành cho những người đáng tin. Nay việc đã thành, mong quan ban thưởng cho bạn con một cỗ bàn thịnh soạn vì bạn ấy rất đam mê ăn uống ạ. Tưởng chuyện gì khó, chứ chuyện này dễ hơn kiếm bò tiên nhiều. Ta sẽ bảo gia nhân làm cỗ bàn, rồi mời cả cha ngươi cùng các bạn ở làng Hạ đến phủ một chuyến, có được không? Được vậy thì con di băng ạ, con xin cảm tạ tri phủ đại nhân. Cho tôi buộc nhờ con trâu với. Tôi đau bụng quá, tôi không chịu được nữa rồi. Ngại quá bà Bẹo, tôi vội quá, mới để trâu ở trước cửa quán của bà một lúc. Bà cho tôi xin lại con trâu được không ạ? Cái anh này, trước cửa quán của tôi có thể để trâu thoải mái, nhưng phải thu phí. Con trâu của anh đứng chắn thế này là mất hết khách trưa nay của tôi rồi. Tôi xin anh 10 đồng tiền trông trâu. Hả? Giời ạ, tôi chăn trâu thì lấy đâu ra tiền mà đền chứ. Ôi bớ làng nước ơi, ra mà xem này, phá làm ăn của người khác xong định chạy này. Hôm nay mà không trả tiền cho bà thì đừng hòng dắt trâu về. Cô Bẹo ơi, việc buộc trâu sai chỗ thu phạt thế này là không đúng với tục lệ của làng mình đâu. Cô không có quyền thu phí, đó là việc của các quan trên. Ừ, bà Bẹo thật quá đáng mà. Toàn người làng với nhau, ai lại làm thế? Thằng ông Xiêm nói đúng đấy, để con trâu có tí thôi mà cũng đòi lấy tiền. Các người thì thầm to nhỏ cái gì? Trước quán của bà thì bà quản, buộc trâu ở đây thì bà thu tiền. Không thấy quá hợp tình hợp lý à? Mụ Bẹo, mụ bị điên à?
chuối buộc con trâu có một tí mà mụ đòi những 10 đồng. Mụ định cắt cổ người ta à? Mụ tham tiền đến mức phát điên rồi phải không? Lần sau ai có việc gấp để nhờ thì sang quán gạo bên kia của tôi mà để. Làm sao làm sao? Địa bàn chỗ bà thu tiền thế nào thì bà thu. Ông không được thu tiền nên gan ăn tức ở à? Mụ đừng có nghĩ ai cũng như mụ. Quán gạo của tôi vẫn cho mọi người gửi đồ, không lấy của ai đồng nào. Trước quán của bà thì bà quản, buộc trâu ở đây thì bà thu tiền. Như thế nhá. À, có phải hôm nay chú Bắc bán gạo tặng khoai phải không chú? Chú bán cho con với ạ. Đúng rồi, hôm nay chú bán 1 bao gạo tặng 10 củ khoai to đấy. Hả? Mua gạo còn được tặng khoai á? Vớ bở rồi. Mít mật đâu? Ra trong quán để mẹ đi hốt đồ nào. Quán đã bà Bẹo. Bà đã bước vào quán của tôi rồi. Bà phải đóng phí trước khi vào mua gạo. Hả? Sao lại mất tiền mới được vào mua? Có ai phải đóng đâu. Luật ở đâu ra thế hả? Người khác tôi không thu, nhưng riêng bà thì tôi thích thu đấy. Quán này của tôi đặt luật đấy, có được không? Nhanh lên, đóng 10 đồng tiền, không thì đừng hòng rời khỏi đây. Đáng đời cái tội tham lam. Chú Bắc hay lắm, hả dạ quá. Tiền của cậu này, lần sau có việc thì gửi chỗ tôi cũng được. Dạ dạ vâng, cảm ơn chú Bắc, cảm ơn Hồng Xiêm nhá. Sống ở cuộc sống này nên giúp đỡ người khác, không nên tham lam trục lợi nhé mọi người. Chà, cỗ nhà tài nghị hôm nay ngon ra phết ông Lý nhỉ. Ừ, thì nhà cái anh Nghị phải nói là chẳng có gì ngoài điều kiện cả. Rượu thịt nói chung là toàn loại thượng hạng. Nói chung là cỗ hôm nay là được. Mà phải công nhận cái tay Nghị này giỏi các ông nhỉ. Ruộng đất cũng nhiều, kinh doanh thì khôn khéo. Tôi thấy hắn cứ động làm cái gì là cái đấy đẻ ra tiền đấy. Thế mới tài chứ lại. Tài cán gì cái lão Nghị ấy. Cũng chỉ cậy có ông cậu làm quan to thôi. Ruộng đất thì cũng đi xiết nợ của dân đen. Còn kiếm tiền giỏi, tôi cũng buôn bán, có kém gì hắn đâu. Thôi thôi, các ông thì cũng như nhau cả thôi. Gớm chết, chó con chê mèo lắm lông. Kìa kìa, các ông thấy mấy con bò kia không? Nó úng dũng tự tại, tư tốn găm cỏ, nhàn nhã sung sướng biết bao. Việc gì cứ phải ganh tị bêu xấu nhau làm gì? Mà toàn là những người có tiền, có địa vị thì cùng nhau mà hưởng cái sự sung sướng đó đi chứ lị. Ông Lý nói chí phải. Mà cái bãi cỏ này xanh tốt đẹp nhất cái làng Hạ này ấy nhỉ. Bò kìa, những con bò ung dung không phải toan tính gì. Chúng sướng thật đấy. Không khí thật là dễ chịu. Này các ông ơi, tôi vừa nghĩ ra một ý này nhá. Có thể kiếm trác được đấy. Sao sao, ý gì? Được đấy. Mới rào rộng là chỗ nào vậy? Sao tự nhiên lại cấm nhỉ? Thì chỗ bãi cỏ gần đình làng ấy. Thấy bảo bên trong đấy Lý trưởng có để một cái văn chỉ lộ thiên thờ khổng tử. Sao tự nhiên Lý trưởng lại thờ ở đấy nhỉ? Chỗ ấy là chỗ cho bò ăn cỏ mà. Chắc lại chó mới của Lý trưởng đây mà. Biết bò hay vào đó ăn, còn bày đặt rào rộng để cấm. Bò thấy cỏ ngon thì vào ăn thôi. Kiểu gì chẳng bị bắt thịt mấy con. Chắc Lý trưởng lại thèm thịt bò ấy mà. Chúng mình phải hết sức cẩn thận mới được. Đúng đấy, đừng để bò vào trong ăn cỏ. Không thì bò của chúng mình lại bị thịt mất đấy. Đúng là cậy có chức sắc nên làm loạn cả. Đã thế, phải cho Lý trưởng với mấy vị chuyên ăn của làng một bài học mới được. Cha ơi, con bò ốm nhách, gầy nhom nhà mình thế nào rồi ạ? Nó bị bệnh hay sao ấy? Mà cho nó ăn mãi mà không thấy nó lớn gì cả. Thế này thì mang ra chợ bán làm sao được giá chứ.
Thế cha để con mang nó ra ngoài cho ăn cỏ xem sao. Biết đâu hít được khí trời nó lại lớn. Ừ, cũng được. Nhưng con phải cẩn thận đấy nhớ. Cụ Lý mới ra lệnh, hễ bỏ nhà ai đi vào khu vực cấm là bị bắt làm thịt đây. Con đang muốn nó bị bắt đây. Hả? Ý con là sao? Đừng có mà nghịch dại đây. Cha yên tâm, con sẽ biến con bò gầy của cha thành một con bò béo tốt khỏe mạnh cho mà xem. Con định làm gì? Cha cứ tin ở con mượn con bò của cha vài ngày thôi. Có chuyện gì thế ạ? Có phải bò của nhà ngươi đang ăn cỏ trong khu vực cấm không? Bò nào ạ? Thôi chết rồi! Bò nhà em đâu rồi? Giỏi lắm! Lý trưởng đã dặn thế rồi mà vẫn nằm đây ngủ để bò đi vào khu vực cấm. Giờ thì mất bò nhá. Ấy, em xin anh tha cho con bò của em đi. Nhà em còn mỗi con bò này thôi. Nó mà bị làng thịt mất thì bố em đánh em chết. Đấy là việc của nhà ngươi. Còn lệnh của lý trưởng đã ban thì cứ thế mà chấp hành. Thế nhá, ta dắt bò đi đây. Bò của tôi. Kế hoạch bước 1 đã xong. Giờ chỉ còn đợi con mồi xuất hiện thôi. Trông bò cho cẩn thận đấy. Mấy chục con chứ không ít đâu các ông ạ. Thì chúng ta vẫn đứng đây nãy giờ, có đi đâu đâu. Đám gian nô nhà Cường Hào lý trưởng kia rồi. Có bộ bài tam cúc thế này, để xem bọn họ còn tập trung trông bò được nữa không. Mà còn nào con nấy béo núc ních thế kia chứ. Chào các anh. Các anh đang làm gì đấy? Nhìn mà không biết à? Đang chăn bò chứ làm gì. Bò thì cứ kệ chúng nó ăn cỏ, ngay tầm nhìn rồi. Các anh cứ ra gốc cây dầm mát kia mà ngồi, chứ việc gì phải đứng đây cho mỏi chân thế. Nắng nồi nữa. Em có ấm nước bát bảo mát lịm. Các anh vào làm mỗi người một hớp cho đỡ khát. Nước bát bảo cơ à? Đúng lúc khát thế này. Thế vào gốc cây kia uống đi. Bỏ ở đây không lo đâu. Chà chà, nước mát quá. Cảm ơn chú em nhá. Đấy, các anh cứ ngồi trong này, có phải là mát không? Mà em có bộ bài tam cúc mới này, các anh làm bán cho đỡ chán. Ý, hay đấy, chú em tâm lý thật. Đưa bọn anh mượn xem nào. Chơi bài đi, kiếm mấy hảo mua cút rượu nào. Thèm rượu quá. Chẳng biết ai kiếm của ai đâu nhá. Chia bài đi, mà có đủ bài không? Ở đây còn 2 bộ nữa cơ ạ. Các anh tha hồ chơi. Chúc các anh chơi vui nhá. Trùng bài làm cái gì thế hả? Dạ bẩm cụ ạ. Cụ, chúng con đang chăn bò ạ. Chăn cái đâu nhờ chúng bày ấy? Bò của bọn ta đâu? Chúng bày để bọn nó chạy vào khu vực cấm ăn cỏ hết rồi kìa. Hả? Làm thế nào bây giờ ạ? Làm gì nữa? Bắt thịt hết. Lý trưởng đã có lệnh thế rồi mà. Đúng rồi, thịt hết. Ấy, xin các ông các ba bớt giận. Đúng là tôi đã ra cái lệnh đó. Nhưng bây giờ bò lạc vào đây tận mấy chục con. Thịt một lúc thì ăn làm sao mà hết. Hay là xí xóa đi. Không được, xí là xí thế nào ạ? Lần trước bò của con đi lạc vào đấy cũng bị làng làm thịt rồi. Giờ mà làng tự ý bỏ lệ, con sẽ kiện lên tận quan huyện. Thôi thôi, cho ta xin. Chuyện nhỏ thôi mà, kiện tụng gì.
Chỗ bò này á, toàn là của nhà lý trưởng với mấy cụ cường hào giàu có, nên cụ không muốn thịt là phải. Chứ thử của dân chúng con xem, chẳng có mà thịt vội. Chứ còn gì nữa? Ê không, không phải thế đâu. Đã là quy định thì cứ bò nào đi lạc là thịt, chứ phân biệt gì bò nhà nào với nhà nào. Thế thì phải thịt, nếu không con sẽ kiện. Thôi được rồi, đừng thế nữa. Ta biết ngươi vẫn còn ấm ức chuyện bò nhà ngươi bị thịt. Thế giờ ngươi muốn như thế nào thì mới chịu bỏ qua? Một là đem thịt tuốt, hai là chia đều số bò ấy cho dân làng, mỗi nhà một con. Chỗ này gần 100 con, chắc là đủ đấy ạ. Ha? Chia đều cho mỗi nhà một con à? Ừ, ý kiến hay đấy. Chia đều, không thì thịt hết. Thôi, đành làm theo cách thứ hai. Mỗi nhà chúng ta còn giữ lại được một con bò, không thì mất tuốt các ông ạ. Thôi thì đành vậy. Tất cả nghe theo lý trưởng sắp xếp. Thôi thì mọi người chia nhau, mỗi người một con dắt về đi. Từ nay bò giao dậu, không có khu vực cấm gì nữa. Hoan hô! Thế là bò gầy của mình đổi được thành bò béo rồi.